Trong cái phần nhật ký học tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học cách nói giờ, nói phút trong trong tiếng Nhật. Trong tiếng Nhật thì nanji là hỏi là mấy giờ và nanbun là hỏi là mấy phút. Ví dụ muốn hỏi bây giờ là mấy giờ thì chúng ta sẽ hỏi là nanji ima nanji desu ka. Nhắc lại nhé, ima nanji desu ka. Ima là bây giờ, nanji là mấy giờ và desu ka là từ để hỏi. Ví dụ ta muốn nói là trả lời, chúng ta trả lời là một giờ thì chúng ta sẽ nói là ichiji. Hai giờ chúng ta sẽ nói là niji. Ba giờ chúng ta sẽ nói là sanji. Bốn giờ chúng ta sẽ nói là joji. Năm giờ chúng ta sẽ nói là hoji. 6 giờ chúng ta sẽ nói là rokuji. 7 giờ chúng ta sẽ nói là nanaji. 8 giờ chúng ta sẽ nói là hachiji. 9 giờ chúng ta sẽ nói là kuji. 11 sẽ là juichiji. 12 sẽ là juniji. Gozen, gogo. Gozen là chỉ tương ứng thời gian từ 0 giờ cho đến 12 giờ. Gogo là từ 12 giờ cho đến 23 giờ, 24 giờ. Đấy. Còn có những cái cách để chúng ta nói phút. Nói phút. Để hỏi phút chúng ta hỏi lại ima nanbun desu ka. Và chúng ta sẽ trả lời là ví dụ như là 1 phút thì chúng ta sẽ nói là 1 phút sẽ nói là ipun. 10 phút sẽ nói là gopun. 5 phút sẽ nói là gopun. Và 10 phút sẽ nói là jipun. 15 phút sẽ nói là jigo. 15 phút sẽ nói là jigopun. Phun, jigo phun. F chứ không phải là B. 20 phút sẽ nói là ni jiu bưng. Và kết thúc cái buổi nhật ký học tập ngày hôm nay nhé.